Bố, đến mức này luôn à? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà bố dám dắt gái về nhà à? Con bình tĩnh, đừng có nói linh tinh. Bình tĩnh thế nào được chứ? Ông đừng có diễn nữa. Mấy chục năm nay diễn chưa đủ à? Cái chết của mẹ cũng do mà ra đó. Hốt lão mày! Hay là anh nhờ Tuấn Khang đăng ký cho thằng Nam một suất ở trường Diamond đi. Em cài anh đúng không? Anh làm sao thế? Em cài gì anh? Hôm nay em bảo anh ship đồ đến đấy là bởi vì em biết nhà Tuấn Khang ở khu Diamond. Chuẩn chưa? Anh buồn cười nhở? Thì bình thường anh vẫn hay đi ship cho em. Đây có phải lần đầu đâu. Chẳng qua là đúng nhà người quen. Nhưng mà rõ ràng em biết là ship cho Nhật Minh làm đồ lễ để dỗ mẹ Tuấn Khang. Anh nói có sai không? Anh Minh à? Anh Minh! Sao em hét vào to thế hả Lệ? Sao anh ở nhà em ạ? Sáng nay trước khi đi làm, Minh có nhờ anh sang đây để thông cái bồn cầu cho nhà em. Bồn cầu nhà em bị hỏng ạ? Ừ, sáng nay nó hỏng, bây giờ nó thông rồi. À, anh có làm lọ muối vừng ngon lắm cho hai vợ chồng đấy. Hai vợ chồng em ăn đi nhá. Thôi anh về đây. Vâng ạ. Chống nợ thì đã bội tàn. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Chúng tôi nuôi anh ăn học 16 năm rồi. Anh đỗ đại học thủ khoa mà bây giờ anh lại trở thành thằng ăn bám vợ, hả? Tại sao đàn ông nội trợ thì không được gọi là đàn ông hả bố? Đàn ông không làm ra tiền, mất quyền lên tiếng. Nhà này phải có nóc. Nhà tao chung cư làm gì có nóc? Nhiều bố ấy. Trình độ thì có giới hạn. Lúc nào cũng tự vỗ ngực là mình giỏi. Trên cuộc đời này á, chỉ có Lệ là chịu được ông thôi đó. Chỉ vì tiền mà anh bán rẻ lương tâm của mình thế à? Bây giờ anh còn lừa cả trẻ con nữa à? Ông toàn đi lừa gái mà sao lần này ông lại để gái lừa thế? Cậu đúng là chàng trai vàng trong làng ăn tát ấy. Lắm chiêu trên thương trường nhưng lại bị thương trên tình trường. Thế mới đầu chứ.